Chiến thần thánh y đường tuấn. chương 2161 cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Đường tuấn nở nụ cười, nói, một cảnh giới nguyên đan cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Hỏa vũ chân nhân nói, những lời này tôi phải nói cho cậu mới đúng. Ông nói với mấy đệ tử phía sau nói, các người thấy rõ ràng, đợi lát nữa ta sẽ sử dụng rồng gió vần quanh vây khốn cậu ta trước, tiếp theo dùng ám quang đả thương cậu ta. Tiêu Huyền Nhi cùng mấy đệ tử bội phục không thôi, phần khí phách này, không hổ là đệ tử của Bô Đơ. Đồ ngu, Đường Tuấn cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hỏa vũ đạo nhân điểm ngón tay, một con rồng gió đột nhiên hình thành, hướng Đường Tuấn cuốn lấy. Đường Tuấn thế nhưng không né tránh, tùy ý để rồng gió vây lấy anh. Tên này sẽ không bị dọa cho choáng váng chứ. Hỏa vũ đạo nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay lại không có bất kỳ lưu tình nào, một luồng áng sáng mang màu xám cho ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó đánh ra ngoài. Đây chính là ám quang, một trong những sát chiêu của ông. Đường Tuấn vẫn không tránh né, tùy ý để ám quang đánh lên người. Nụ cười trên mặt hỏa vũ đạo nhân đột nhiên cứng đờ, bởi vì ám quang tuy rằng đánh vào người đối phương, nhưng không tạo thành thương tổn gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lòng hỏa vũ đạo nhân sinh ra tâm tình hoảng sợ, chiêu ám quang này chính là ông từ Nam Phi học được, lấy tu vi của ông thi triển ra, thậm chí có thể cùng địch lại cao thủ trên bảng tiên. Mấy người tiêu huyền nhi nhìn thấy, chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại trên mặt lộ ra ý cười. Thầy khẳng định là đang cho chúng ta biểu diễn sai lầm một lần trước, sau đó lại biểu diễn một lần chính xác, để cho chúng ta hình thành tương phản, nắm giữ bí thuật ám quang tốt hơn. Thầy thật sự là quá vĩ đại. Mấy người nhao nhao tán thưởng, lại không thấy thái dương hỏa vũ đạo nhân đổ mồ hôi, hai chiêu đều run rẩy. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng ông rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi đã là chiêu đỉnh cao của ông. Thầy, lên đi, để cho anh hiểu biết sự lợi hại của người. Tiêu huyền nhi ngạo nghễ nói. Bốp bốp, hỏa vũ đạo nhân trở tay, hai cái tát đánh vào mặt tiêu huyền nhi. Tiêu huyền nhi tuy rằng không có hình thể, nhưng lúc này bàn tay hỏa vũ đạo nhân lóe ra ánh sáng âm u, dĩ nhiên có thể công kích loại hư vô linh hồn này. hỏa vũ đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, quát nhiệt chướng, người dám hại ta. vi sư dạy các ngươi pháp thuật là để cho các ngươi đến đối phó người thường sao? ngươi lại còn dám câu hồn phách người khác, loại hành vi ác độc này ngươi cũng dám làm ra? hỏa vũ ta không có đệ tử như ngươi. nói xong, ông nhìn về phía đường tuấn đang đến gần, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói đại nhân, nhiệt đồ của tôi làm bậy, giao cho đại nhân xử trí. Người lớn muốn làm gì thì làm. Thầy, người. Tiêu Huyền Nhi giật mình, những đệ tử khác cũng đều giật mình. Sự thay đổi trước và sau này không khỏi đến quá nhanh rồi. Đường Tuấn nói, ông không muốn ra tay nữa. Chương 2162, tiên bảng xếp hạng lại sao? Ở đâu, anh đã giết lão sư. Anh dám? Tiêu Huyền Nhi cùng mấy nam nữ trẻ tuổi hoàn toàn ngây ra, giọng nói run rẩy. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Tiêu Huyền Nhi nói, tu luyện một chút thuật pháp đã dám học người ta câu hồn, hiện tại cô hãy cảm giác chút đau khổ này đi. Vừa dứt lời, bầu trời vốn bị hỏa vũ đạo nhân che khuất bỗng nhiên phóng ra dạ ánh sáng, hồn thể Tiêu Huyền Nhi lần nữa hiện trong dương khí cuồn cuộn. Toàn thân cô ta giấy lên dương hỏa, hỏa diễm thiêu đốt từng tấc da thịt của cô ta. Tiêu Huyền Nhi phát ra âm thanh vô cùng đau khổ, chỉ chốc lát sau cô ta đã bị dương hỏa thiêu thành hư vô toàn thân những nam nữ trẻ tuổi khác đều đang run rẩy cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô gái vốn muốn quay cảnh này lại càng sợ tới mức run rẩy điện thoại di động đã rơi xuống đất. Nếu các người dám ỉ vào thuật pháp hành hung thì sẽ có kết cục như cô ta. Đường Tuấn thấp giọng nói. Mấy nam nữ trẻ tuổi liên tục gật đầu, trong lòng khiếp sợ. Sau khi giải quyết xong chuyện hỏa vũ đạo nhân, Ninh Đình Trung hỏi, Đường Tuấn, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đường Tuấn nhìn về phía Bắc nói, Hà Nội. Ninh Đình Trung nghe vậy do dự một lúc rồi lại nói, hỏa vũ đạo nhân chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng Hà Nội thì cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Nhà họ Phương với mấy thế gia thực lực mạnh mẽ khác đều ở Hà Nội, tuy rằng cậu đã đột phá Nguyên Anh nhưng chưa chắc đã là đối thủ của những người trong tiên bảng. Đường Tuấn vỗ vỗ bả vai Ninh Đình Trung nói, tiên bảng trong mắt tôi chỉ là rác rưởi. Anh xem tôi lật tung bọn họ như thế nào là được rồi. U Dương Hồng Phượng đã hôn mê một thời gian nên có nhiều chuyện không hiểu rõ cho lắm, lúc này không khỏi lên tiếng hỏi tiên bảng thật sự lợi hại như vậy sao? Trong mắt Ninh Đình Trung lộ ra vẻ khiếp sợ, anh ta nói, nói cho em biết một chuyện. Chỉ ba tháng trước, thủ tướng của một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á đã xúc phạm một trong 10 cao thủ hàng đầu của tiên bảng, em đoán xem sẽ thế nào? U Dương Hồng Phượng nói, cùng lắm thì bồi thường chút gì đó, còn có thể thế nào chứ, chẳng lẽ có thể diệt quốc sao? Ninh Đình Trung hít sâu một hơi dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói tiếp thật sự đã diệt quốc. Trong một đêm, gần hàng chục triệu người trên khắp đất nước đã bị tàn sát, biến thành quỷ. Hơn nữa người đó không phải là người đứng đầu tiên bảng, nếu như có ba người có danh xưng là thần thì sẽ càng đáng sợ hơn. U Dương Hồng Phượng giật mình, một đêm diệt quốc, tàn sát gần hàng chục triệu mạng người, sức mạnh này quá khủng bố rồi đó. chương 2163, nếu chị Nhã Nhi đã mở miệng vậy em sẽ không truy cứu nữa. Ninh Đình Trung trả lời, trên một hòn đảo nhỏ ở Biển Đông. Mau tránh ra. Không có mắt đúng không, cậu chủ nhà họ Phương xuất hành, người không phận sự mau cút hết đi. Đúng lúc này tiếng ồn ào từ bên cạnh truyền đến, đồng thời xuất hiện rất nhiều đàn ông mặc âu phục màu đen có dáng người khôi ngô, những gã đó hung hăng đẩy những người khác trong lối đi sang một bên, sau đó đứng thành một hàng giống như là nghênh đón nhân vật lớn nào đó vậy. Rất nhanh, mấy gã đàn ông áo đen lập tức đi tới trước mặt mấy người đường tuấn, quát lớn, không nghe thấy sao, mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt. Nói xong, một gã trong đó đưa tay ra muốn đẩy đường tuấn. Răng rắc, gã đàn ông áo đen chưa nhìn rõ ràng đã phát hiện cổ tay mình bị đối phương nắm lấy. Đối phương nhẹ nhàng vặn một cái, cổ tay gã đã chật khớp. Mày dám ra tay sao? Mấy gã đàn ông mặc âu phục màu đen khác thấy thế đều vây quanh, ai nấy đều lộ ra vẻ hung tợn. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một nam thanh niên đi về phía này dưới sự bảo vệ của mấy gã đàn ông. Gã đàn ông có cổ tay bị đường Tuấn vặn đến chật khớp đi tới trước mặt nam thanh niên nói, cậu chủ, người này ra tay với tôi. Người thanh niên liếc nhìn gã rồi nói, phế vật. Nói xong, anh ta đá một cước vào bụng gã đàn ông kia, lực đạo rất lớn, lập tức đá bay ra ngoài đụng vào tường lúc này nam thanh niên mới kiêu ngạo nhìn về phía đường tuấn nói cho dù anh là ai dám ra tay với người nhà họ phương tôi thì hôm nay anh nhất định phải để lại cái gì đó anh ta chỉ vào tay đường tuấn rồi nói tiếp vừa rồi anh dùng bàn tay này ra tay đúng không vậy thì không cần đến bàn tay này nữa rồi anh tự mình chặt đứt hay để tôi ra tay đây ninh đình trung hạ giọng nói với đường tuấn anh ta là phương nguyên minh là em trai của trí tôn nhà họ phương phương nguyên minh nhìn thoáng qua ninh đình trung kiêu ngạo nói, mắt nhìn không tệ, đáng tiếc vẫn phải để bàn tay này của bạn anh lại. Đủ rồi, Phương Nguyên Minh, đúng lúc này, một giọng nữ mang theo uy nghiêm truyền đến. chương 2164, Lâm Hoành Thiên là ai? Đường Tuấn nói, cho dù cô không nói thì bọn họ cũng sẽ không làm gì được tôi. Chu Nhã Nhi lắc đầu, lại nói, chủ nghĩa đàn ông, có phải anh thấy được một cô gái cứu rất ngượng ngùng đúng không? Tôi nói cho anh biết, Tôi ngoác ngoác ngón tay thì không biết có bao nhiêu đàn ông như anh đồng ý quỳ gối trước mặt tôi đó. Đừng quá coi trọng bản thân, nếu như anh có bản lĩnh như Phương Nguyên Thái có lẽ còn có tư cách nói như vậy, nhưng bây giờ anh không đủ, ngược lại sẽ hại anh đó." Phương Nguyên Minh trầm chọc nói, "Chị Nhã Nhi, anh ta cũng xứng so với anh trai em sao? Cho dù cho anh ta 100 năm thì cũng không theo kịp anh trai em." Chu Nhã Nhi cười nói, "Tôi cũng chỉ là nói mà thôi. Lần này xếp lại tiên bảng có lẽ Nguyên Thái sẽ có cơ hội tiến gần hơn một bước. Đừng có làm càn nữa, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nói xong câu này, Chu Nhã Nhi và Phương Nguyên Minh dẫn theo đám người rời đi. Ninh Đình Trung lên tiếng nhắc nhở, nhà họ Chu với nhà họ Phương có hai vị trí tôn tỏa chấn, sản nghiệp trải rộng khắp các lĩnh vực, bản thân hai nhà đó chính là hai gia tộc vô cùng lớn mạnh. Nếu Chu Nhã Nhi kết hôn với Phương Nguyên Thái, hai nhà kết thành liên minh, chắc chắn sẽ thay đổi thế cục của toàn bộ nền thương mại Việt Nam hiện nay. Đường Tuấn lắc đầu, nói chuyện liên hôn lần này không đơn giản như vậy đâu. Theo như cách anh nói, Phương Nguyên Thái là cao thủ trên bảng tiên, mà Chu Nhã Nhi quá lắm cũng chỉ có thể coi là có chút nhan sắc hơn người thường mà thôi. Thân phận hai người khác nhau như trời với đất, vì điều gì mà Phương Nguyên Thái lại muốn cưới cô ta? Ninh Đình Trung khẽ cau mày, vấn đề này quả thực đã làm rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của Phương Nguyên Thái, có dạng phụ nữ nào mà anh ta không tìm được đây? Không lẽ cậu đã nhìn ra rồi? Ninh Đình Trung thấy trên mặt Đường Tuấn có chút ý cười, không nhịn được mà hỏi. Những lời này vừa nói ra, chính bản thân anh ta cũng còn cảm thấy có chút buồn cười, tuy rằng Đường Tuấn đã tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng so với cao thủ trên bảng tiên như Phương Nguyên Thái thì vẫn còn thua xa, chắc chắn chênh lệch rất lớn. Làm sao anh có thể hiểu được suy nghĩ của Phương Nguyên Thái đây? Đường Tuấn bình tĩnh, nhẹ nhàng mà cười, cũng không giải thích nhiều. Vừa rồi anh cảm ứng được trong cơ thể của Chu Nhã Nhi có một cỗ lực lượng thần bí đang ở trong trạng thái ngủ đông. Chu Nhã Nhi tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài cô ta thể hiện ra. Trước tiên đến hiệp hội y học cổ truyền đã, ba người Đường Tuấn cũng không phô trương thanh thế, lại một chiếc xe đến hiệp hội y học cổ truyền. Tập đoàn Thiên Thanh và trụ sở chính của hiệp hội y học cổ truyền tất cả đều rời tới Hà Nội rồi. Chuyện này đã xảy ra 7-8 tháng trước, khi đó đúng lúc cổ phần ninh đình Trung nắm trong tay bị nhà họ Phương đoạt mất. chương 2165 cô ấy sống cũng không dễ dàng gì. Ninh Đình Trung nói, trước kia Lâm Hoành Thiên làm bác sĩ ở khu vực Đông Nam Á, thuật chữa bệnh không tệ, đã từng điều trị khỏi cho rất nhiều ca bệnh khó nhân, danh tiếng rất tốt. Năm trước ông ta vừa về nước, đến Hiệp hội Y học Cổ truyền khiêu chiến, kết quả toàn bộ Hiệp hội Y học Cổ truyền không có một người nào là đối thủ của ông ta. Anh ta lúc ấy rất mạnh miệng, nói muốn thay thế cậu cho bằng được, muốn làm hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền, nhưng bị Ngọc Mai áp xuống. Cuối cùng Lâm Hoành Thiên đảm nhiệm chức vụ phó hội trưởng Hiệp hội. Trụ sở chính của Hiệp hội Y học cổ truyền ở vùng ngoại thành Hà Nội khá là an tĩnh, phù hợp với triết lý của ngành trung y. Thời điểm mấy người đường tuấn xuống xe cũng vừa lúc là thời gian hội trần của Hiệp hội Y học cổ truyền. Ninh Đình Trung hỏi, cậu có muốn đi gặp Ngọc Mai trước không? Mấy năm nay, Cô ấy sống cũng không dễ dàng gì. Trong lòng Đường Tuấn có chút áy náy, Ninh Đình Trung thì có thể không nhắc đến, anh không cần hỏi cũng biết Lý Ngọc Mai mấy năm nay sống cũng không thoải mái gì cho cam. Khi kỹ thuật của Lâm Hoành Thiên áp chế hiệp hội y học cổ truyền, muốn làm hội trưởng, cô ta đứng ra phản đối, áp lực phải gánh chịu lúc ấy khỏi nói cũng biết lớn nhường nào. Trong lòng thở dài, Đường Tuấn nói, đi thôi. Anh đưa theo hai vợ chồng Ninh Đình Trung đi vào hiệp hội y học cổ truyền. Trong phòng hội trần lớn nhất của Hiệp hội Y học Cổ truyền, một đám bác sĩ trung y tụ lại với nhau, Lý Ngọc Mai lại dẫn theo một số bác sĩ trung y khác ngồi trong một gian phòng nghỉ của phòng hội trần nghe. Cô trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, nhưng cũng không che giấu nổi mỏi mệt giữa khóe mắt chân mày. Trợ lý Lý, mấy người Lâm Hoành Thiên bọn họ càng ngày càng quá đáng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoành Thiên viện đủ các loại lý do đuổi các bác sĩ trung y không phục ông ta ra khỏi Hiệp hội Y học Cổ truyền, thậm chí tước đoạt giấy chứng nhận tư cách hành nghề y của họ. Những chức vị để chống ấy, toàn bộ đều bị ông ta xếp người của chính ông ta vào, nếu cứ tiếp diễn như chức vụ phó hội trưởng này của ông ta buộc phải trừ đi, trợ lý lý, cô mau nghĩ biện pháp đi. Một bác sĩ trung ý trong đó không nhịn được tức giận bất bình mà nói. Lý Ngọc Mai xoa xoa huyệt thái dương, đè bực bội trong lòng xuống, nói kỹ thuật chữa bệnh của các anh có ai có thể thắng ông ta không? Mấy bác sĩ trung y mặt đối mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu. Có người do dự xuống, ngập ngừng nói, nếu hội trưởng đường ở đây, có lẽ sẽ có thể đi. Có lẽ, tâm tình Lý Ngọc Mai trầm xuống, lúc trước những người này đều coi đường Tuấn là thần, hiện tại lại nói ra những lời này, có thể tưởng tượng kỹ thuật chữa bệnh của Lâm Hoành Thiên lợi hại cỡ nào. Đừng nói là bọn họ, cho dù là chính bản thân cô cũng vô cùng bội phục đối với kỹ thuật chữa bệnh của Lâm Hoành Thiên. Nếu không phải vì tham vọng quyền lực của Lâm Hoành Thiên quá lớn, cô quả thực sẽ suy xét đến việc cho ông ta đảm nhiệm chức vụ hội trưởng. Audio điện tử võ tấn bền chương 2166, tôi không thu tiền. Người mẹ kia ngay lập tức kéo cánh tay bác sĩ lại, giọng gấp gáp nói, bác sĩ Phùng, cầu xin ông khám lại cho con trai tôi một chút đi. Biểu tình của bác sĩ Phùng chợt trở, trở nên lạnh lùng, quát buông tay. Người phụ nữ bị tiếng quát của bác sĩ Phùng dọa sợ, vội buông lỏng tay ra, nhưng trên mặt cũng đã tràn đầy nước mắt. Bác sĩ Phùng nói, nếu cô có 35 tỷ đặt ra đây, có lẽ có thể mời bác sĩ Lâm xem bệnh cho con trai cô. Nếu Việt Nam còn có một người nào có thể trị khỏi đôi mắt này cho con trai cô, đó chỉ có thể là bác sĩ Lâm thôi. Tôi không có tiền." Người phụ nữ nắm lấy góc áo, thanh âm run rẩy. Vốn dĩ trong nhà còn có chút tích góp, nhưng trong khoảng thời gian vì khám bệnh cho con trai chị, đều đã tiêu đến gần hết rồi càng đừng nói đến 35 tỷ. Không có tiền còn đòi khám bệnh cái gì hả? Bác sĩ Phùng châm biếm một tiếng, nói, hai người có thể đi rồi, người tiếp theo. Đôi mắt của con trai chỉ còn có thể chữa được. Ngay lúc hai mẹ con người phụ nữ kia muốn đứng dậy, một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở phía sau lưng bọn họ. Ba người Đường Tuấn đã đi đến. Lông mày bác sĩ Phùng nhướng lên, nhìn về phía Đường Tuấn đang nói chuyện, trầm giọng nói, cậu biết bản thân đang nói cái gì không? Đường Tuấn không để ý đến ông ta, nói với cậu nam sinh kia, tôi có thể chữa khỏi đôi mắt của cậu. Người phụ nữ liền trở nên khẩn trương, nói tôi không có 35 tỷ đâu. Bác sĩ Phùng cười lạnh, nói kỹ thuật chữa trị cao thấp quyết định chi phí chữa bệnh là đắt hay rẻ. Là bác sĩ Lâm chữa bệnh mới cần 35 tỷ, cậu ta dám đòi 35 tỷ sao? Đường Tuấn nói tôi không thu tiền. Trên mặt người phụ nữ ngay tức khắc lộ ra vẻ vui mừng chương 2167, bác sĩ Lâm. Nói không chừng người ta lại cảm thấy ca kỹ thuật chữa bệnh chữa bệnh của bản thân so sánh được với bác sĩ Lâm đấy. Người trẻ tuổi thì đừng có mở miệng nói loạn, ngộ nhỡ làm xảy ra án mạng rồi, cậu có thể chịu trách nhiệm không đây? Bác sĩ Phùng mới vừa nói dứt lời, nhóm người chung quanh đang chờ đợi trần bệnh cũng đều đến hóng chuyện. Có điều thái đội của bọn họ đối với đường Tuấn rất không tốt. Người phụ nữ nghe thấy mấy câu kia, lại càng thêm do dự. Ẩm ý cái gì thế hả? Không biết nơi này là phòng hội trần sao? Lúc này một tiếng quát vang dội vô cùng vang lên ở trong phòng hội trần. Thanh âm này cực có uy nghiêm, mang theo ngữ khí chân thật đáng tin. Phòng hội trần ngay lập tức trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Sau khi thấy rõ ràng người lên tiếng, những bác sĩ trung y đang ngồi và nhóm trợ thủ lập tức đứng lên, mang vẻ mặt cung kính nghiêm nghị, mà ánh mắt của nhóm những người đến trần bệnh lại càng như phát ra ánh sáng mang theo thần sắc vô cùng tôn kính, sùng bái. Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm. Người nói chuyện là một ông lão dâu tóc bạc phơ, mặc trường bào, hai tay đặt sau lưng, mang khí chất không giận tự uy. Ông ta chậm rãi đi về phương hướng của mấy người đường tuấn, cả đám người tự động phân ra một lối nhỏ cho ông ta, dù là bác sĩ trần bệnh hay người đến khám đều đồng loạt cúi đầu trước ông ta, vô cùng cung kính mà chào hỏi. Lâm Hoành Thiên, có thể đạt được tiếng vang, Danh vọng đến như vậy trong hiệp hội y học cổ truyền này, cũng chỉ có một người duy nhất Lâm Hoành Thiên mà thôi. Ánh mắt Lâm Hoành Thiên lướt qua đường Tuấn, Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng. Ánh mắt ông ta bình tĩnh, lại mang theo một loại thái độ hờ hứng, dường như có thể thao túng sinh mệnh con người. Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng bị nhìn một cái, trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý niệm như vậy, theo bản năng mà lùi bước lại mấy bước. Chỉ có đường Tuấn vẫn không hề dao động, bình tĩnh như bình thường trong mắt Lâm Hoành Thiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại loại thái độ hờ hững ban đầu. Ông ta tự tin kỹ thuật chữa bệnh của bản thân tại Việt Nam, muốn ai sống thì người đó sống, muốn ai chết thì người đó bắt buộc phải chết, mạng người ở trong tay ông ta, thật sự không có gì khác biệt so với hàng hóa cả. chương 2168, Tiểu phàm nói không sai. Một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh Lâm Hoành Thiên đứng ra, dáng vẻ người đàn ông sấp xỉ 23 đến 24 tuổi, đeo một gọng kính tơ vàng, thoạt nhìn rất văn nhã. Cậu ta là Lâm Tiểu Phàm, là cháu trai ruột của Lâm Hoành Thiên. Bác sĩ Phùng cười nói, tuy rằng Tiểu Phàm còn trẻ tuổi, nhưng kỹ thuật chữa bệnh đã có đến 5 6 phần kế thừa của bác sĩ Lâm, trong giới y bác sĩ trẻ của Việt Nam, không ai có thể so sánh được với cậu ấy, ngay cả tôi cũng hổ thẹn không sánh bằng. Bác sĩ Lâm đã có người kế nghiệp, lâm tiểu phàm nói bác phùng quá khen tôi tuy rằng học được năm sáu phần kỹ thuật chữa bệnh của ông nội nhưng kinh nghiệm chưa đủ còn cần mọi người góp ý chỉ điểm thêm bác sĩ phùng gật đầu nói không cao ngạo không nóng vội so với một số người đã tốt hơn rất nhiều rồi khi nói chuyện ông ta cố ý nhìn thoáng qua đường tuấn cậu không thể trị khỏi cho cậu ấy đường tuấn bỗng nhiên nói biểu tình lâm tiểu phàm cứng đờ lạnh lùng nói anh nói tôi không thể trị khỏi cho cậu ta chẳng lẽ anh có thể trị khỏi hay sao? Đường Tuấn nói, chỉ có tôi có thể. Lâm Tiểu Phàm cười nhạo một tiếng, nói tôi học y đã được 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại như anh. Vậy anh nói thử xem, chứng bệnh của cậu ta là gì? Lâm Tiểu Phàm tự nhận bản thân là một thiên tài ngành y, ngoại trừ ông nội cậu ta, Lâm Hoành Thiên, ai cậu ta cũng đều không phục ngay cả vừa rồi lúc nói chuyện với bác sĩ Phùng kia, cậu ta cũng mang theo khí thế kiêu ngạo. Nhân tài kiệt xuất mấy năm nay ở trong ngành y này cậu ta đều thuộc như lòng bàn tay, tuyệt đối không có nhân vật trước mắt này. Cho nên cậu ta cũng không xem trọng việc này. Đường Tuấn nói cậu ấy không phải bị bệnh, mà là dị năng đã đến lúc thức tỉnh. Buồn cười. Lâm Tiểu Phàm châm chọc nói, rõ ràng cậu ta là do nóng trong người, tích tụ lại tràn lên hai mắt, không có cách nào tản ra nếu tôi không nhìn lầm, gần đây chắc chắn cậu ta đã ăn phải cái gì đó quá nóng. Giọng nói vừa dứt, người mẹ kia liền nói, đúng vậy. Hôm đó con trai tôi vừa ăn phải một viên hỏa quả, lập tức trở thành như vậy. Lâm Hoành Thiên vuốt dâu, gật đầu nói, tiểu phàm nói không sai. chương 2169 tốc độ quá nhanh. Đường Tuấn nhìn ra chị khó xử, nói, không sao. Chị để cậu ta thử một chút đi. Người phụ nữ gật đầu, Nói cảm ơn cậu. Lâm Tiểu Phàm nhìn lướt qua Đường Tuấn, ngạo nghễ nói, anh xem đây. Đường Tuấn nói, cậu đừng hối hận là được. Lâm Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, nói cũng chỉ được cái miệng. Nói xong, cậu ta lấy ngân châm ra, bắt đầu ghim châm cho cậu nam sinh kia. Một châm nối tiếp một châm, kỹ thuật chữa bệnh Lâm Tiểu Phàm quả thực không yếu, tay rất ổn, thậm chí có lúc còn bớt chút thời gian, tâm sức rảnh rỗi mà lạnh lùng liếc nhìn Đường Tuấn một cái như là đang khoe ra kỹ thuật chữa bệnh của bản thân vậy. "Mẹ, ta có thể nhìn thấy một chút đồ vật rồi, tuy rằng còn rất mơ hồ, nhưng so với trước đây đã khá hơn nhiều rồi." Bỗng nhiên, cậu nam sinh kia kinh ngạc nói. Người phụ nữ ngay lập tức lộ ra vui mừng. Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Tiểu Phàm càng thêm nồng đậm. Bác sĩ phùng cười nói, "Đã nhìn thấy chưa, đây mới là kỹ thuật chữa bệnh, không phải chỉ bằng vài câu nói là có thể đâu." nhưng đúng lúc này điều kỳ lạ đã xảy ra đôi mắt của cậu nam sinh bỗng nhiên càng thêm đỏ bừng trong mắt dường như đang ngưng tụ hai ngọn lửa phù phù hai tiếng hai tia sáng đỏ như máu bắn ra từ trong mắt cậu ấy mang theo sức nóng cực kỳ đáng sợ tốc độ quá nhanh trong tay lâm tiểu phàm còn cầm một cây ngân châm chỉ kịp xoay xoay thân mình một chút né tránh nơi ít hầu yếu hại nhưng hai ngọn lửa phừng phừng kia vẫn xuyên thủng bả vai của cậu ta ngọn lửa xuyên qua cơ thể, chọc thủng trần nhà mà bay mất. A, à, ngân châm trong tay Lâm Tiểu Phàm đã sớm rơi xuống mặt đất, che bả vai lại, kêu đau. Bờ vai của cậu ta giờ là một mảnh đen tuyền, sức nóng của hai ngọn lửa vừa rồi quá lớn, bắn thủng bả vai cậu ta đồng thời làm cho nước ở hai chỗ đó bốc hơi hết. Chương 2170, cậu ta thật sự chữa được kìa. Mí mắt của bác sĩ Phùng giật giật, kiên trì nói, ông Lâm, làm vậy có vẻ không đúng lắm. Bây giờ, trong phòng hội trần có không ít bệnh nhân, nếu bọn họ thấy hiệp hội y học cổ truyền chẳng những không chữa trị được cho người bệnh, mà ngược lại thẹn quá hóa giận muốn giết người, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệp hội y học cổ truyền, sau này còn ai dám tin vào y thuật đông y chứ? Lâm Hoành Thiên nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, Phùng Thanh Dương, cậu cho rằng tôi hãm hại mẹ con bọn họ à? Ông ta không kêu tiểu Phùng nữa, mà gọi cả họ và tên, quả nhiên là đã nổi giận rồi. Chán của Phùng Thanh Dương toát ra vài giọt mồ hôi lớn, không dám trả lời. Lâm Hoành Thiên ở Hiệp hội Y học cổ truyền cực kỳ quyền thế, chỉ cần nói một câu cũng khiến anh ta không chịu được. Y thuật kém, thẹn quá hóa giận, lại còn muốn giết người à? Đường Tuấn nhìn Lâm Hoành Thiên nói, y đức của ông đâu? Lâm Hoành Thiên cười nhạo một tiếng nói, bốn tuổi tôi đã chữa bệnh cứu người, bây giờ đã qua 50 năm rồi. Từ tướng soái, quan lớn, cho đến người bình thường, đã cứu không biết bao nhiêu người cậu mà cũng xứng nói đến y đức trước mặt tôi hả ông nội giết luôn cả anh ta nữa anh ta và hai mẹ con kia ở cùng một nhóm lâm tiểu phàm trầm giọng nói yên tâm có ông ở đây bọn chúng không chạy được đâu lâm hoành thiên cười lạnh một tiếng ngân châm nhọn hoắt giữa ngón tay càng lạnh lẽo hơn trên người ông ta dường như tản ra một làn khí bút giá mọi người xung quanh đều sợ hãi run rẩy không ngờ Lâm Hoành Thiên cũng là một người tu hành, tu vi không thấp, ít nhất cũng là cảnh giới thần hải. Thần Y Lâm, không liên quan đến cậu ấy, con của tôi làm tổn hại đến cháu trai ông, tôi đồng ý bồi thường. Người mẹ kia cũng lên tiếng nói. Lâm Hoành Thiên mỉa mai nói, bồi thường cũng được, đưa 300 tỷ đây. Sắc mặt của người mẹ kia ngay lập tức tái mét, ngay cả 30 tỷ bà cũng không có, chứ lấy đâu ra 300 tỷ. Bộp anh ném một tấm chi phiếu lên mặt của Lâm Tiểu Phàm Trong này có 1.500 tỷ, không cần trả lại tiền thừa. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Anh nhìn về phía ông cháu Lâm Hoành Thiên nói, vừa nãy, trước khi cháu trai của ông ra tay, tôi đã nhắc nhở cậu ta. Đáng tiếc, các người tự cho là y thuật của mình không tệ, hoàn toàn không nghe lọt tai. Tôi đã bồi thường cho cháu trai của ông, còn những chuyện khác, tôi sẽ tìm ông tính sổ sau. Nói xong, anh cầm mấy ngân châm trong tay, nhanh chóng châm vào các huyệt vị trên cơ thể của bé trai kia. Khi đường Tuấn châm cứu, hơi thở nóng rực bạo phát trên người cậu bé dần dần biến mất, đôi mắt đỏ kia cũng lấy lại một chút ánh sáng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2170